qua, một người phụ nữ Thái Lan đã viết lên trên mạng xã hội kể về người tài xế đã bất chấp bệnh tật của mình, mang cả bình oxy để chạy xe mưu sinh. Lập tức, câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người. Câu chuyện bắt đầu khi cô Nongin bắt taxi vừa bước lên xe vừa nói chuyện điện thoại. Thế nhưng, dù tập trung vào công việc của mình, cô vẫn để ý đến việc chiếc xe đi khá chậm và cô dần khó chịu bởi điều đó. Chỉ đến khi cô ngừng cuộc điện thoại, người tài xế mới nhờ cô xem giúp chiếc bình oxy sau ghế ngồi của ông có bọt khí nổi lên hay không. Cô Nongin lúc này mới tìm hiểu xem người tài xế gặp vấn đề gì thì ông nói: "Tôi có rất nhiều bệnh trong người, thể lực của tôi không tốt và thận cũng hoạt động kém. Tôi phải lọc thận ngoại trú ngay cả khi đang lái xe. Và vì phổi bị tràn dịch nên tôi cần phải có bình thở oxy bên cạnh người." Sau khi hỏi kỹ hơn, cô Nongin được biết người tài xế này hiện đang sống một mình trong căn phòng đi thuê. Do có quá nhiều thứ phải chi tiêu nên ông đã thuê taxi để chạy thêm kiếm tiền. Người tài xế cũng chia sẻ thêm rằng ông sẽ không lái xe nếu như cảm thấy không khỏe. Ông ấy luôn đi xe với tốc độ chậm và nếu cảm thấy mệt khi đang lái, ông sẽ xin phép hành khách được dừng lại bên đường để nghỉ lấy lại sức. Được biết, ông Sumit có một người con trai, nhưng với công việc với mức lương thấp nên cũng không giúp gì được nhiều cho cha. Sau khi câu chuyện của ông Sumit được nhiều người biết đến, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận căn nhà của ông thuê để hỏi thăm và đã được nhận khoảng 840 triệu đồng.